Em Linh San xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là 19 tháng 1, em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cắt đẹp có tại vườn nha em anh chị nhá. Anh chị cùng theo dõi á. Và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hoa bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì anh chị nhớ đúng đầu mã thôi em nhá. Nhớ đúng đầu mã và gọi điện đặt hàng trực tiếp với em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911. Đó cũng đồng thời là Zalo của em luôn anh chị nhá. Em Linh San ở Bắc Giang và gửi hàng đi toàn quốc ạ. Thì đầu tiên anh chị ơi, em sẽ đi vào một cái mã mà hoa rất là đẹp anh chị nhá. Là dòng này thì nó rất là hiếm. Em vẫn giới thiệu với anh chị đó là cái cây bướm hồng mã L34 đấy. Thì em sẽ đặt nó từ năm 2021 thì năm 2023 mới cập bến về vườn nhà em anh chị nhá. Cái dòng này nó hiếm, nó không có đại trà. Đấy, mình đặt trước anh chị nhá. Thì đầu tiên em sẽ mời anh chị nhà mình cùng ngắm cái mặt bông hoa nhá. Hồng bướm anh chị nhá. Nó bắt đầu nó nở, những cái màu của nó lên nó chưa có đậm nhưng mà nó lại thơm quá anh chị ạ. Hoa siêu bự cho em luôn anh chị nhá. Đây em soi vào buổi sáng sớm này anh chị này. Hoa thơm, thơm lắm luôn anh chị nhá. Cánh hoa này, cánh hoa rất là dày anh chị nhá. Đây. Đấy, soi như này gần này cho anh chị nhà mình cùng ngắm này. Đấy, bông hoa to không anh chị này. Đây, anh chị có thể hình dung nhá, em để cái bút này. Em để cái bút này. Cái bút này còn chưa khắp hết cả cái đầu cánh cơ. Nghĩa là cái bông này nó rất là to nha anh chị nhá. To. Hoa thơm, bền bông, siêng bông luôn anh chị nhá. Cái hồng bướm này. Đấy, mời anh chị nhà mình cùng ngắm. Cái này này, cái họng của nó chưa có căng hết ra nha anh chị nhá. Đấy, cái họng nó mở hết ra này anh chị này. Cái lưỡi nó rất chi là đậm. Đấy, đây gọi là bông hồng bướm anh chị nhá. Thì đây là cái size cây mà em chia anh chị này. Đấy, cái cây này rất là trường cây. Cây cao, to. Đấy, rất là đẹp nhá. Đẹp hơn những lần trước em chia rất là nhiều luôn anh chị này. Đấy, cái này là lô làm hoa nha anh chị nhá. Cây rất là cao to như này. Và em báo luôn cái size cây là nó tầm khoảng độ 5 đến 7 thân nhá. Cây đẹp chưa anh chị? Anh chị lên cho em mã L34 này. Em sẽ chia sẻ với giá là 180.000 một chậu anh chị nhá. Hoa siêu bự trà bá. Đấy, bướm hồng nha anh chị nhá. Cây này rất là đẹp luôn. Và hoa thơm đậm luôn đấy anh chị ạ. Đấy nhá. Cái cây này em không có nhiều đâu anh chị ạ. Có ít thôi. Mấy hôm trước anh chị rất là nhiều anh chị hỏi. Thì hôm nay em sẽ mang ra chia sẻ nhá. Giá ở đây em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhá. Phí vận chuyển một đơn hàng là 30.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 chậu em Linh San vẫn hỗ trợ ship nhá. Em đi đơn từ 2 chậu, anh chị nhà mình cố gắng chọn đủ đơn để em đi đơn nhá. Rồi tiếp theo anh chị này, thêm một cái mặt hoa nữa mà rất là nhiều anh chị hỏi thì hôm nay em cũng sẽ mang ra để chia sẻ nhá. Cái này bây giờ không có anh chị ạ. Đây này. Cái size cây như thế này không có. Nếu mà anh chị lấy cái cây nó nhỏ nhỏ xíu xíu á, từ cái cây mô á, thì nó có. Đấy, nhưng mà để cái size cây như thế này thì bây giờ em tìm cũng không có nữa. Đấy, vườn em cũng còn một ít nữa thôi. Đấy nhá, đó là cái cây Chao Breares anh chị nhá. Chao Breares mã L1 đấy. Đấy nhá. Cái size cây em chia đây là cây tách chiết, em cấy hướng nha anh chị nhá. Đây. Ra dễ ổn định khỏe như thế này rồi, bắt đầu mang ra chia sẻ cho anh chị nhá. Sẽ chia sẻ cho anh chị mã L1 này hôm nay với giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, có ít thôi anh chị nhá. Đấy, mỗi mã có một ít thôi, mang ra chia sẻ cho anh chị đa dạng mặt bông nhá. Hoa thơm, bông rất là bự. Và riêng cái dòng Chao này, riêng cái dòng đỏ Chao này, cái mặt bông hoa nó giống như cái mặt con mèo ấy, rất là đẹp nhá. Màu đỏ là đỏ đậm và thơm đậm luôn cho em nhá. Đấy, mã L1 đó nhá. Tiếp theo đây anh chị này, sẽ qua cho em một cái tông hoa nữa, đó là cái cây cầu vồng Thái Lan anh chị nhá. Cầu vồng Thái Lan thì size cây em chia như thế này là size cây bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Nó cũng không có nhiều thân đâu. Dòng này thì thân nó rất là gầy và cây nó rất là cao nha anh chị nhá. Đấy, dễ hoa lắm, đẻ khỏe siêng hoa. Hoa không cứ mùa nào, riêng dòng cầu vồng này không phải là hoa theo mùa đâu anh chị nhá. Lên cho em mã này là mã cầu vồng đi chị. Cầu vồng với giá chỉ có 90.000 một chậu thôi, 90.000 chậu này anh chị nhá. Đấy, size cây là bắt đầu bước tuổi trưởng thành. Rồi tiếp đến đây anh chị này, qua cho em tông hoa nữa, đó là cái cây hoa màu xanh tuyền, cây Pot of Paradise anh chị nhá. Cây này mã B24. Trời ơi, hoa em gắn ở bên trái màn hình anh chị nhá, thơm đậm luôn cho em. Dễ hoa lắm anh chị nhá. Mã B24 này lên cho em với giá là 101 một chậu nha anh chị nhá. Đấy. Cây này thân lá rất là xanh, rất là mướt luôn đấy ạ. Rồi tiếp đây anh chị này, qua cho em một cái dòng nữa, thân rất là bự đại như thế này anh chị này. Cây em chia đây là cây tách chiết nhá. Đấy. Mã này là mã L71 anh chị ạ. Đấy, 71 với giá là 130.000 một chậu. Đây anh chị này, cây rất trường cây, cây tách chiết. Khỏe lắm nha anh chị nhá. Qua cho em một cái tông hoa màu vàng lưỡi đỏ. Đây là bông hoa màu vàng cam nha anh chị nhá. Cái cây Zinc Lux Smile anh chị ạ. Cái cây này thì cũng dễ hoa. Thân lùn lá mít nha anh chị nhá, nó không cao đâu. Đấy, thân lùn lá mít, lá rất là tròn như thế này anh chị này. Đấy, lên cho em mã này là màu vàng cam đấy anh chị nhá. Mã này là mã L91 với giá là 130.000 một chậu như thế này nhá. Tiếp đây anh chị này, qua cho em cái tông hoa màu đỏ nha anh chị nhá. Màu đỏ này là cái cây Naconret anh chị ạ, Naconret nhá. Cái này hoa to lắm, hoa rất là to và rất là thơm. Naconret này cây nó sẽ còn cao hơn nữa nha anh chị nhá. Cây còn cao hơn nữa. Đỏ này là đỏ đậm luôn. Lên mã L77 cho em với giá là 120 anh chị nhá, 120.
Anh chị ơi, và cái cây em chia ở đây là cây không có nụ đâu nhá. Cây này là cây sai trưởng thành, sẵn sàng cho ra bông anh chị nhá. Hoặc là cây em đã chia cho anh chị là cái cây già năm đã tàn bông rồi. Đấy anh chị nhá. Rồi tiếp đến đây anh chị này, cái cây này nhá. Cái cây này là Mem Robert Claudia Hamilton. Cái bông này hôm nay em giới thiệu tới anh chị, cái cây nó khá là đẹp anh chị. Đấy. Cây này khá là đẹp, anh chị lấy về nhá. Anh chị chơi hoa tưng bừng quanh năm luôn ấy, riêng cái dòng này nhá. Mà thơm lắm anh chị ơi. Cây này em khoe với anh chị cũng chả kém gì gần 20 hôm rồi. Mà nó đâu có tàn đâu anh chị này. Dòng này dặn với anh chị luôn là chơi hàng tháng luôn nhá. Claudia Hamilton. Cây đẹp mà hoa cũng đẹp luôn mà thơm đậm lắm nhá. Rồi tiếp đến đây anh chị này. Cây hoa đỏ ngọc trai nhá anh chị nhá. Cây hoa đỏ ngọc trai đây anh chị này. Đấy cây này thì đến hôm nay chặng được một tuần đấy anh chị. Đấy rất là xinh nhá. Mấy nay á, Bắc Giang nhà em mưa anh chị ạ. Mưa nên là cái màu hoa của nó chưa lên được đậm đâu, nhưng mà cũng gọi là khá đỏ anh chị nhá. Cây này khỏe thì lên màu rất là đậm, như riêng những cái màu đỏ ấy, anh chị chăm lực đi. Cây nó lực, cây nó khỏe thì hoa màu đỏ rất là đậm. Còn nếu mà cái cây yếu là hoa nó sẽ không lên được đỏ rực đâu anh chị. Đấy nhá. Rất là nhiều cái cây này em phải dặn với anh chị nhá. Và size cây của đỏ ngọc trai này chia sẻ anh chị với giá là 130.000 một chậu nhá. Và size cây em chia gọi khoảng độ 5 đến 7 thân nhá chị nhá, 5 đến 7 thân. Cái này vẫn còn ít thân nhưng mà cái chậu em chia là nhiều thân hơn đấy. Này, qua cho em cái mã hắc tùng đi chị. Mã hắc tùng sổ nha chị nhá. Hắc tùng sổ 5%. Hắc tùng đỏ sổ nha chị nhá. Nghĩa là người ta nhân ra hàng vạn cây ấy, mình cũng không thể nào mà biết người ta xuất cho mình ấy. Mình cũng không thể nào mà biết được cái cây nào là sổ chớp đâu anh chị nhá. Gọi là may mắn trong 5% thôi. Đây cái size cây em chia như thế này. Lên mã này là mã L3 cho em nhá. L3 với giá chỉ có 120.000 một chậu thôi. Cây rất là cao như thế này anh chị này. Nhiều cây đang ra lá mèo đây anh chị này. Đấy, đang ra lá mèo này, mình chăm thêm thời gian nữa là mình có hoa thôi. Và cái cây em chia ở đây không phải là cây non năm đâu nhá. Cây sẵn sàng cho ra bông đấy. Đến đây anh chị này, qua cho em một cái tông hoa màu đỏ. Cái cây này là cây đỏ 21 nha chị nhá. Đỏ 21, cánh hoa rất là dày màu đỏ. Đây là đỏ đậm nhá. Khác hoàn toàn với khuôn đỏ này nhá anh chị nhá. Khác hoàn toàn luôn. Nó đây đều là màu đỏ nhá. Đỏ này là đỏ tươi. Cây đỏ đỏ ngọc trai đỏ tươi, còn cái cây này là đỏ đậm, đỏ sập nha chị nhá. Mỗi cái cây nó có một cái dáng khác nhau, đẹp lắm. Cây này cũng đẹp lắm anh chị này, hoa rất là bền luôn. À, lên cho em đỏ 21 này, L21 với giá là 130.000 một chậu như này nhá. Chậu khá là nhiều thân, thân rất là mập luôn đấy chị. Lá rất là dày luôn này. Đấy nhá. À đây đây. Em sẽ mời chị nhà mình ngắm cái bông hắc tùng đỏ nhá. Hắc tùng đỏ này, anh chị này. Trời nó thơm, anh chị ạ, nó thơm ngọt lắm. Nhưng mà cái cây này nở cũng chưa được gọi là căng đâu anh chị nhá. Xinh chưa anh chị này. Thơm lắm, để ra cũng thơm. Và cái cánh hoa này, cái cánh hoa nó rất là nhọn anh chị nhá. Đấy, họng rồi. Nở chưa căng, còn khum anh chị ạ, nó vẫn còn khum khum này. Xinh chưa? Đây là hắc tùng đỏ nha chị nhá. Hắc tùng đỏ, đấy. Thơm, em để xa cũng thơm mà nó thơm ngọt anh chị, thơm ngọt luôn đấy. Qua đây cho em một tông hoa nữa, đó là cái cây chôm thông Van Si. Anh chị nào mà thích chơi hoa siêng hoa, đấy, hoa to, thơm đậm thì anh chị chọn sang dòng này cho em nhá. Cây này cây chôm thông Van Si nó không có nhiều thân đâu. Đấy, lá này, thân rất là lùn lại còn béo mập luôn. Đấy, lùn lại béo mập. Lên cho em mã này L96 với giá chỉ có 120.000 thôi. Đây cây này. Đấy, cây còn nhiều cây đang lên lá mèo lắm. Đấy, nhiều anh chị là lấy cây của em về chỉ có ít ngày thôi, tầm 1-2 tháng là đã thấy trổ bông rồi. Đấy, tại vì cái cây em chia hoặc là lên mầm mới hoặc đang ra lá mèo đấy, về mình chơi hoa luôn đấy ạ. Đây, không thể thiếu tiếp một cái bông này nữa anh chị này. Đấy, cây này nhá. Cây này là An Joy 2 nhé chị nhá. An Joy 2, cây rất là đẹp, hoa rất là bự đây này. Em mới thấy những cái con gì á, nó vào nó ngửi sao, thơm quá. Đây chị này, hoa rất là to như thế này nhá. Cây này xinh lắm, cánh hoa dày lắm nha anh chị nhá. Khuôn hoa rất là tròn, nó khác hẳn với Anna nha anh chị nhá. Đây là An Joy, An Joy No 2. Ôi xinh thế, xinh lắm mà thơm anh chị ạ. Đây, lên mã này cho em thì em cũng sẽ chia sẻ hai size nhá. Một size là 130 và một size 150. Size 150 thì em có ít thôi. Cây đây, cây em làm hoa, nhiều cây nó đang trổ bông lắm. Đấy, đây này. Đấy, size như thế này là 130 nhá chị nhá. Đó. Cây không có nụ đâu anh chị nhá. Tiếp đây nữa đây anh chị này, lên cho em cái cây này là cây NP Gold, hoa vàng, họng màu nâu tây. Cái cây này rất đẹp luôn anh chị ạ. Cây này rất đẹp luôn nhá. Cây này một trong những cái dòng cũng gọi là xưa rồi đấy anh chị. Đấy, có trên thị trường rất là nhiều năm rồi nhưng nó không có đại trà nhiều đâu. Cây NP Gold này anh chị này. NP Gold, nhiều cây em chia đang lên lá mèo như thế này anh chị này. Đấy, nhiều anh chị là em thấy đang khoe nụ khoe hoa em rồi đấy. Cây NP Gold này nhá. Lên cho em mã này là mã B2 nhá chị nhá. B2 với giá 130.000. Đấy, NP Gold nhá. Đó. Rồi, tiếp đây anh chị này. Blue nhá chị nhá. Cái cây Blue này là Blue Mỹ B21 anh chị nhá, 130.000 size cây em chia như này. Cây này á,
Hứa với anh chị luôn là qua Tết em có rất là nhiều cây ấy, chia sẻ cho anh chị nếu mà vẫn còn ở vườn nhà em nhé. Đấy, nó dễ hoa lắm anh chị nhá, nó dễ hoa. Qua mùa Tết ấy là nhiều cây nó nở bông lắm, vừa rồi đã tàn hoa một loạt rồi. Đấy. Thêm một dòng blue nữa anh chị này. Cây này là cây blue Nhật nhá anh chị nhá. Hai cái cây thân láng lá khác nhau, cái cây kia lá nó mít nó tròn anh chị ạ, thân nó lùn, còn cái cây này thân nó lùn nhưng lá nó siêu dài anh chị nhá. Lá là siêu dài mà bông hoa cũng siêu bự luôn. Còn cây blue Mỹ ấy, thì lá bông hoa chùm nhá nhá, bông hoa chùm size trung. Còn cái cây này là size đại nhá anh chị nhá. Đấy, blue Nhật là size đại. Anh chị nào mà có hai cái mặt bông blue cho anh chị mình lựa nhá. Cái blue này thì lên cho em mã B25 nhá, B25 với giá là 120. Còn blue Mỹ là 130 nhá. Và cuối cùng đây chị ơi sẽ lên cho em một cái mặt bông hoa nữa, đó là cái cây mắt Tây Ban Nha nhá. Size cây em chia như thế này, bắt đầu cây bước vào tuổi trưởng thành nhá anh chị nhá. Đấy, size cây như thế này thôi. Đấy, cái cây này thì anh chị chăm lực cái lá nó rất là to. Anh chị lên cho em mã mắt Tây Ban Nha là mã L31 nhá, với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 một chậu như thế này anh chị nhá. Đấy. Rồi như những hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mặt bông hoa khác ở trên kênh. Anh chị có thể ghé kênh của em tham khảo nhá. Mình mà ưng mặt bông hoa nào thì mình alo đặt hàng trực tiếp với em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911. Anh chị ơi, đừng quên tặng em Linh San một nút like video nha. Em xin cảm ơn ạ.